xa xa là anh quý, con diều sáo đầu tiên lên bầu trời công viên diều sáo Giang. Đây con diều của anh quý, phối hai màu vàng cam. Có mẫu sáo nào không nhớ nữa, hồi nãy mình quên coi rồi các bạn. Đó, hết gió rồi. Anh chạy tuốt ở đằng kia luôn rồi, hết gió diều muốn xuống rồi. Nhìn ra y như con chim én vậy, nhỏ xíu à. Đây nè các bạn, ở trên trời nè, chim én quá trời luôn nè. Nhiều anh cũng y như mấy con chim én này nè. Bữa nay chim én ở đâu mà ra công viên diều sáo Giang bay quá trời. Rồi, hết gió diều của anh quý xuống luôn rồi. Đây giới thiệu các bạn con diều 34, diều của anh Kính cũng đã ráp rồi. Cái đến là diều màu xanh của anh Nam. Đây là con diều Batman của anh Nguyễn. Đây một con diều nữa, diều phối màu đỏ đen. Tình hình là không có gió nên diều nằm đây nha các bạn. Chờ gió lên là hả thôi. Đây thưa các bạn, sau khi trời không có gió mấy con diều xuống thì bây giờ các anh lại trời có gió lại. Wow, một con đã lên bầu trời. Gió hắt hường quá, lúc có lúc không. Đó diều lên này, đó lên ngon rồi đó. Rồi chuẩn bị lên con diều của anh Quý. Wow, diều cánh công quá. Rất đẹp luôn. Hiện tại thì trên bầu trời Giang chỉ có hai con diều sáu vừa mới được thả lên, một con diều màu xanh và một con diều cam vàng. Đây anh Nguyễn lại chuẩn bị lắp ráp sáu rồi. Bây giờ các bạn, con diều sáu của anh Quý không biết một lý do nào đó thì sau khi lên trời thì con diều nó nằm ở đây. Ảnh thì mất tiêu rồi mà con diều nó treo lủng lẳng đây nè. Wow, anh lên anh làm tung té lá hết trơn. Cái tre cứng nó bị đó, nó bị hư rồi. Thì các bạn, anh Sơn cũng vừa mới đem diều ra. Đây là nan của ảnh nè, mới sơn màu đỏ chót luôn. Ba của em là cùng đồng luôn, ba sơn cũng đồng luôn. Trời nó chưa khô chưa sơn. Sơn này sơn này là sơn giả gỗ. Sơn. Sơn đó là gọi là sơn tượng đấy. Đây à? Đỏ chót à? Từng chỉ kiên. Kiên là một tí.
Vậy các bạn, một nghệ nhân mới cũng vừa đem dìa hòa sáo ra. Kỳ lạ là bữa nay trời có lúc gió lúc không. Anh Nam vừa mới vừa thả xong thì trời hết gió lại hụi vừa xuống. Trong khi anh Thương thì lại đang lắp diều. Đây một con vừa hụi xuống nữa. Lại tiếp tục. Sao rồi? Hết gió thì ngồi chờ, có gió thì lại lâm tiếp. Nắng quá. Hết gió rồi. Đem dìu qua là hết gió à. Không biết sao luôn á. Có con dìu mà đâm từ hồi sớm giờ 5-6 lần. Biết rồi. Bắt nó đâu mà. Hết gió nữa rồi. Đó. Này dìu của anh Sơn đã đáp xong hoàn chỉnh rồi nè các bạn. Lên rồi. Có bữa lên bữa không à. Tháo qua đáp là lại hết lên lại à. Để nguyên đừng tháo nữa. Nó gì lắp đáp. Rồi. Rồi té mà nhiều nhỏ rồi. Anh té nhiều nhỏ rồi. Ôi ôi vai kìa. Bay vô rừng luôn ơi. Đây các bạn, con gì của anh Sơn. Gì của anh Sơn vừa mới lên. Đón một cơn gió rất là lớn. Đây con dìu anh vừa lên sao thì anh máng một con dìu sáo nhỏ. Dìu sáo nhỏ đi xa lắm rồi. Thì thưa các bạn, con dìu của anh Kính số 34 cũng vừa mới lượt lên công viên dìu sáo Giang. Hiện tại thì trời cũng không gió lắm, dìu cũng tại gió ít chứ bộ. Tiếp tục lên về của anh Sơn. Bữa nay một buổi chiều phải nói là toàn là đâm dìu thôi, cứ cho đâm lên rồi xuống, cứ đòi đâm lên. Ôi. Tên vũ ghê luôn. Mệt
con nhiều thứ em nào. Cho mà gà cứ đâm đi. Giờ thế giờ tối tao lấy đồng đi một tí à. Khoan, câu con nhiều nhỏ. Hôm nay bác ba lại đem một con diều sáo mới ra, con diều phối màu xanh với xanh đen mai bằng vải, rất là căng, rất là đẹp. Lên ngon ghê không? Ôi trời ơi. Dài ra. Dứng vào chân ra. Lên con quá đi. Lên con gì đó. Quá đẹp rồi. Anh Sơn lại tiếp tục đâm con diều thứ N+1. Bữa nay ngọ gió cái chút xíu, có cái chút xíu không? Rồi rồi. Diều cờ đỏ rất là đẹp. Giờ các bạn, đây là con diều của hồi nãy bắt gì quên rồi anh Thường. Của ai quên rồi? Con diều cờ đỏ rất là đẹp, vừa mới lên nha các bạn. Bắt đầu thi nhau giật bây giờ ấy mà. Bắt đầu rối tinh vào với nhau, thi nhau giật. Không có giờ bắt đầu nó ổn này. Chưa được anh ơi. Có nào lên nữa không? Lên nữa mà. Ây. Bác Tuấn cũng vừa mới ráp con diều xong. Diều Batman. Này cũng vừa chuẩn bị, đang chuẩn bị lên con diều của bác Tuấn. Sau khi chờ đợi một khoảng thời gian cũng khá lâu rồi. Trời bắt đầu gió lên, các anh đã tiếp tục thả diều. Rồi hết gió rồi. Gió chưa được 5 phút nữa cái rồi. Đây là những con diều vừa mới lên nè các bạn. Hiện tại thì gió lại không ổn. Này. Anh nào cũng muốn xuống hết trơn rồi. Bữa nay trời rất là lạ, 5 phút gió, 5 phút không. 5 phút đầu
chứ đâm đâm con này đi. Con này từ nãy đâm có mấy lần rồi mà ta. Chiều qua tới đâu lận? Lại tiếp tục đâm con gì của Bắc Quy. Con gì với cái đuôi cá bảy sắc cầu vồng rất là đẹp. Bắt dần cũng vừa mới ra. Đây giờ các bạn, quý vị và các bạn, hiện tại thì con diều sáo giang có một con diều vàng đen, một con diều vàng xanh, một con diều cờ đỏ, một con diều xám trắng, con diều 34, và đây là hai con diều nhỏ. Ở dưới thì các anh cũng đã ráp rồi, có ba con diều sáo nằm chờ, một con diều ít men, một con diều đen với một con diều xanh. Diều bác ba cũng lên luôn. Rồi dính dây gì vậy? Rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì ông ba dính dây rồi đứt dây nữa ở đó. Bữa nay anh thường tiếng ngồi đây còn đâm nhiều thôi. Đâu vậy ta? Ủa sao con Doraemon lại xuống?
quá. Đây, hiện tại thì công viên 16 Di An rất là nhiều diều được các anh vừa cho lên. Tại sao là con diều Hitman của Bác Tuấn cũng đã lên rồi. Quá trời diều luôn. Ôi, con gì Batman lên nữa này hả? Ôi ơi. Đây dìu của anh Nguyễn cũng lên luôn. Khách nói bỏ gì luôn. Cái cũng khác không? Ê. Cho qua luôn anh. Rồi, con diều của anh Nam cũng lên luôn. Sau khi chờ đợi khoảng 30 phút thì công viên diều 6 Di An đã gió trở lại nha các bạn. Hiện tại thì các anh thả diều rất là nhiều trên bầu trời. Đây, những con diều 6 của các anh thả lên.